Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của DiPro Việt Nam. Khi lái xe ô tô, rất nhiều tình huống khẩn cấp và bất ngờ có thể xảy ra, tiềm tàng những nguy hiểm. Video dưới đây sẽ tổng hợp các tình huống khẩn cấp hay xảy ra nhất khi lái xe ô tô và cách xử lý. Đầu tiên là nổ lốp. Đây là một trong những tình huống nguy hiểm, đòi hỏi lái xe phải bình tĩnh xử lý. Bạn cần giữ thật chặt tay lái, cố gắng điều khiển xe đi đúng hướng nhất có thể, đạp nút chân ga trong khoảng vài giây, sau đó từ từ nhả chân ga, đánh lái vào lề và gọi cứu hộ. Tuyệt đối không dùng chân phanh vào lúc này. Phanh đột ngột khi bị nổ lốp có thể làm xe bị lật. Giải pháp phòng tránh nổ lốp đó là chủ xe nên lắp cảm biến áp suất lốp cho xe. Cảm biến áp suất lốp ô tô là thiết bị đo đạc giám sát nhiệt độ và áp suất trong lốp xe theo thời gian thực, thông báo hiển thị những thông số đó trên màn hình điện tử. Chủ xe sẽ luôn nắm và kiểm soát được nhiệt độ và áp suất của từng lốp xe theo đúng tiêu chuẩn từ nhà sản xuất, hạn chế tới mức tối đa khả năng lốp xe bị nổ. Thứ hai, lái xe trong trời mưa bão. Việt Nam đang bước vào tháng 7 âm lịch là tháng mưa ngô. Những cơn mưa xối xả có thể ập đến bất cứ lúc nào. Hãy áp dụng những lời khuyên dưới đây để lái xe an toàn trong mùa mưa. Lái xe với tốc độ chậm. Khi trời mưa, mặt đường trở nên trơn trượt hơn, tầm nhìn cũng bị hạn chế. Bạn nên lái chậm và quan sát cẩn thận. Giữ khoảng cách giữa các xe. Duy trì khoảng cách an toàn với xe đi trước để đảm bảo an toàn. Quan sát và đi theo xe trước. Cố gắng quan sát đường vết bánh xe trước để tránh các vật bất trắc mà xe trước đã gặp phải. Bật đèn cốt hoặc đèn sương mù. Điều này giúp bạn quan sát tốt hơn và giúp các xe khác nhìn thấy bạn. Tuyệt đối không được bật đèn pha ở những nơi đông xe trong khu dân cư. Cẩn trọng khi lái xe qua vùng ngập nước. Không được lái xe qua vùng ngập nước khi nước đã ngập quá nửa lốp xe. Tránh xe đi ngược chiều. Hay xe đi ngược chiều có thể hất nước ngược lên khoang động cơ. Nước có nguy cơ tràn vào động cơ và khe hút gió, gây thủy kích, phá bùng máy. Tuyệt đối không khởi động lại động cơ nếu xe bị chết máy. Hãy đóng cửa xe và gọi cứu hộ để đưa xe ra khỏi vùng nước ngập an toàn. Thứ ba, mất phanh. Đây là một tình huống khẩn cấp nguy hiểm khác có thể xảy ra đột ngột trên đường, khiến tài xế không có đủ thời gian để phản ứng, gây ra những tai nạn thảm khốc. Có hai phương pháp để xử lý mất phanh hiệu quả: phanh bằng động cơ về số thấp và phanh khẩn cấp, phanh tay. Phanh bằng động cơ về số thấp. Kỹ thuật này yêu cầu tài xế phải cho động cơ làm việc ở cấp số thấp để giảm vận tốc của xe. Có thể hiểu đơn giản là chuyển xe về số thấp D1, D2, D3, L để xe đi chậm lại. Dùng phanh khẩn cấp, phanh tay. Tuy nhiên, nên cẩn trọng khi sử dụng phanh tay vì loại phanh này chỉ có thể dừng xe an toàn ở tốc độ thấp. Hơn nữa, nếu dùng phanh tay không đúng cách, xe có thể bị văng sang một bên. Thứ tư, ô tô lệch khỏi làn đường. Lái xe có thể gặp trường hợp này khi vào cua hoặc tránh xe đối diện trên đường nhỏ. Bạn không nên dùng phanh, thay vào đó từ từ giảm ga, đồng thời đánh lái với góc nhỏ để đưa xe trở lại đúng làn. Tin vui là hiện nay có nhiều ô tô đã được trang bị tính năng hỗ trợ giữa làn đường. Nếu phát hiện lái xe đi chệch làn đường, thì hệ thống sẽ cảnh báo. Nếu không nhận được phản hồi gì từ tài xế, ô tô sẽ tự động kích hoạt chức năng đánh lái tự động để đưa xe trở lại làn đường. Vô cuối cùng là xe có mùi và khói bốc lên từ nắp capo. Tình huống này xảy ra có thể là do nước làm mát chảy vào động cơ hoặc do cồn xả của động cơ bị dầu xâm nhập. Nếu bạn có thể kiểm tra và thấy đúng là một trong hai lý do trên, bạn có thể tự điều khiển cho xe chạy tiếp về gara. Nếu không phải, bạn nên cho xe dừng khẩn cấp và gọi cứu hộ. Nghiêm trọng hơn là khu vực bình ắc quy và hệ thống điện của xe bị chập cháy. Dấu hiệu là có mùi khét kèm khói đen. Trong trường hợp này, buộc bạn phải dừng khẩn cấp xe và gọi thợ chuyên nghiệp tới để hỗ trợ giải quyết. Trên đây là 5 tình huống khẩn cấp thường gặp khi lái xe ô tô và cách xử lý. Hy vọng rằng khi xem hết video này, các bạn sẽ không bị mất bình tĩnh khi gặp các tình huống trên và lái xe an toàn. Đừng quên ấn like kèm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe DiPro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc và bảo dưỡng xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tới.